Với Premier League, lúc nào thì giai đoạn lượt về cũng là đáng chú ý hơn cả. Đó là khi bộ mặt thật của từng đội bóng bị bại lộ, những hiện tượng bất ngờ sẽ khó có thể nào giữ chắc được vị thế để viết tiếp câu chuyện cổ tích. Trái lại thì những tập thể hùng mạnh sau một quãng thời gian sắm sửa, ổn định thì sẽ quay trở lại với bản ngã của chính mình. Mà điều đáng sợ nhất đó là khi một con át chủ bài của họ bất thình lình quay trở lại. Phải rồi, đó là Man City cùng Kevin De Bruyne. Và buồn thay, cái đội bóng phải thưởng thức tài nghệ của đầu bếp siêu hạng mang số áo 17 lại là một Newcastle có phong độ chạm đáy. Thế là một bữa tiệc nướng ngoài trời với món chủ đạo là chim ác là đã được gửi đến khán giả nhà. Một ngày mà tiền vệ hào hoa người Bỉ cúc cho đối thủ ngộp thở luôn. Trước thời điểm trận đấu diễn ra, khán giả đã cảm thấy khá hồi hộp khi mà Pep Guardiola đã khẳng định De Bruyne đủ khả năng ra sân ngay trong đội hình xuất phát. Trường hợp của John Stones và đặc biệt là Haaland thì vẫn chưa hẹn ngày trở lại, nên ít nhiều những nỗi lo vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Nhưng mà Man City có và không có Kevin là hai tập thể tương đối khác biệt. Pep luôn có những phương án để chuyển hóa khó khăn. Tuy vậy thì riêng trường hợp của Kevin De Bruyne, ngay cả khi Alvarez có nổi bật thì cũng không thể nào chám vào khoảng trống của nhân tố này được. Nhắc trường người Bỉ là cầu thủ có thể định đoạt trận đấu, một game changer chính hiệu và cũng là linh hồn của Man City xuyên suốt triều đại của Pep Guardiola. Nhưng mà khi cuộc chơi chính thức bắt đầu, Pep Guardiola đã cho người hâm mộ leo cầy khi tiếp tục để anh chung ngồi dự bị. Tai nạn còn ập tới ngay ở phút thứ 8, khi mà trong pha ham bóng của Longstaff thì Anderson còn gặp ngay một chấn thương khá nặng. Nó khiến cho người gác đèn xứ Samba phải rời sân để nhường chỗ cho Ortega. Sức mạnh hàng thủ của City vì thế đương nhiên sẽ giảm chất lượng đi tương đối. Nhưng nhiệm vụ của họ sẽ là phải rút kinh nghiệm sau pha dùng mình từ đầu trận và cho Newcastle nếm mùi ngay trên sân nhà. Trong lần đọ sức gần nhất, hàng tá những cơ hội của City được tạo ra nhưng chẳng thể chuyển hóa thành bất cứ cơ hội nào ở Carabao. Nhưng may thay, sự khác biệt đã đến ngay ở phút 26. Một tình huống mà Kyle Walker như thể từ dưới đất trồi lên khi mà hành lang của anh đúng nghĩa là một cái sân bay hạng nhất, toàn khoảng trống. Một đường chuyền kỹ thuật vào trong để rồi Bernardo Silva đầy cảm hứng với một pha đánh gót điệu nghệ khiến mảnh lưới của đội chủ nhà sụp đổ. Trong hai lần so tài ở mùa giải năm nay trên mọi đấu trường, tỷ số của cặp đấu giữa Man City và Newcastle luôn kết thúc với chỉ một bàn thắng được ghi. Ghi được bàn mở điểm đáng ra là điểm lành của thầy trò Pep Guardiola. Thật tiếc thì riêng trong mùa giải này, hàng thủ của họ vẫn thường xuyên bị khai thác. Một pha bóng chuyển trạng thái ở phút 35, Bruno hàng xịn chỉ cần quan sát nhẹ nhàng để phất dài một đường, xé toang hàng thủ đang thất thần của đội bóng áo xanh. Và khi Alexander Isak đủ tinh quái để đánh bại cả Diaz và Ortega, bàn thắng quân bình tuyệt đẹp đã đến. Đáng buồn thay, chỉ một phút sau khi nhận trái đắng, Man City tiếp tục lại bị gấp đôi nỗi buồn. Lại một lần nữa là tình huống phản công của bầy chim ác là. Lần này thì người kết thúc gọn gẽ pha cứa lòng đó là Anthony Gordon. Cả hai tình huống đều quá khó để thủ thành dự bị của Man xanh kịp phản ứng. Chỉ trong có 2 phút lóng ngóng, thầy trò Pep Guardiola đã chính thức để cho đối thủ vượt lên, đến khi chỉ còn 45 phút để nỗ lực. Ngay trong hiệp đầu tiên, Silva đã có thêm một cơ hội ngon ẩn ở phút 29 với một pha dứt điểm hiểm hóc. Và đến phút 52, lần này là Julian Alvarez khi đưa trái bóng vào đúng góc chữ A từ một pha đá phạt hàng rào. Nhà đương kim vô địch thế giới khi trận đấu bước sang nửa sau vẫn được kỳ vọng rất nhiều sẽ là nhân tố tỏa sáng. Anh có được pha ra trận ở phút 64 và đáng kể nhất phải nhắc đến tình huống bắn chìm sau đó 6 phút để tiếc nuối ở cự ly của một quả 11m. Kevin De Bruyne đã vào sân từ phút 69 để thay thế Bernardo Silva. Và cũng kể từ đó, độ hiệu quả trong cách chơi của City được tăng cường đáng kể. Để nỗi mà vào sân đúng 5 phút, anh trung Kevin khẳng định luôn với khán giả Tân Thành rằng ai mới là người sở hữu hào quang nhân vật chính. Chẳng phải Golden, chẳng phải Isak hay một sức mạnh tình bạn của bầy chim ác là điểm nhấn, mà đó là anh trung Kevin, tử thần thực sự của đội chủ nhà đây rồi. Nhận bóng từ khoảng cách hơn 30m so với cầu môn của Dubravka, De Bruyne dễ dắt trái bóng, dướn thẳng vào sát vòng cấm để tìm kiếm khoảng trống. Anh biến luôn Fabianska trở thành chướng ngại trong pha dứt điểm dấu chân đẳng cấp của mình. Cuộc chơi đã trở lại và thôi hỏng rồi. Mái đầu lãng tử luôn khiến Premier League phải sùn sợ đã chính thức trở lại. Nhưng bữa tiệc nướng dậy mùi của anh trùng thì phải đến phút thi đấu cuối cùng mới chính thức trở nên thịnh soạn được. Người ta vẫn biết số 17 giỏi giang nhất nằm ở khả năng kiến tạo thượng thừa, chứ còn ghi bàn thì khó khăn anh mới đành thể hiện thôi. Đặc sản của đầu bếp người Bỉ thiết đãi khán giả theo cách quen thuộc nhất, đứng cách khung thành hơn 30m
Trước mặt là đến 3 cái bóng đối thủ sẵn sàng kèm chặt. Nhưng chỉ với một pha phung trần, đều khiến thần đồng học viện Oscar Bob xử lý khéo léo, chính thức kéo sập pháo đài Tân Thành. Một món thịt chim thơm phức đã được người đầu bếp Quốc Dần nấu vừa chín tới, không kỹ quá, chẳng tai quá, đúng là hoàn hảo. Một bàn và một kiến tạo quá chất lượng, đúng là tầm này thì chẳng ai muốn phải đối đầu với Man City nữa cả. Họ đang trên hành trình bảo vệ ngôi vương, ngay cả khi Haaland chưa trở lại thì có Kevin De Bruyne ở đây rồi. Những lúc bế tắc như vậy, khi mà chiến thuật của Pep đều đã dùng hết, lúc này thì những cá nhân sẽ phải tìm cách lên tiếng. Silva có một ngày thi đấu rất hay, ngoài bàn thắng ghi được thì anh cũng đã khuấy đảo hàng phòng ngự của đối thủ trong vai trò của một số 10. Alvarez có nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng ngày hôm nay thì anh khá vô duyên để trở thành người hùng. Rodri đã có hẳn một tình huống solo y như Ronaldo de Lima, chỉ tiếc cú dứt điểm đã bị ngăn cản. Thực sự thì cũng phải dành lời khen cho Dubravka phía bên kia chiến tuyến, khi mà anh có tới 8 tình huống cứu thua trong trận đấu này, 4 đến ngay trong vòng cấm địa. Có trách thì cũng chỉ trách tại trung Kevin khủng khiếp mà thôi. Sau trận đấu, số 17 cũng đã được mời lại sân cho một buổi phỏng vấn với đài TNT Sports. Ôi tôi nhớ bóng đá, nó là như vậy. Tôi đã gặp một chấn thương nặng và tôi cần thời gian để hồi phục. Nhưng tôi đã tận hưởng, làm việc chăm chỉ để đến sân đấu với không khí ở phía sau. Với tôi thì đó là ý chí lớn hơn bất kỳ điều gì khác. Và nó thật điên rồ. Khi được phóng viên hỏi lý do làm thế nào mà anh vẫn sắc bén được đến như vậy sau nửa mùa giải chấn thương, anh Trung cũng rất nhẹ nhàng trả lời. Tôi nghĩ như mình đã nói, đó là ý chí thay vì sự sắc bén. Tôi biết mình không thể làm thế cả 90 phút được trong thời điểm này, nhưng 20 đến 25 phút tôi có thể chơi với tốc độ cao nhất. Tôi thấy phổi cũng khá lạnh, nhưng đúng là màn trình diễn chẳng thể tốt hơn được nữa. Với pha lập công và đặc biệt là đường kiến tạo cuối trận, Kevin De Bruyne dành tặng lời khen ngợi đến đàn em Oscar Bob. Tôi nghĩ kiến tạo là khoảnh khắc tôi thích nhất, như cách mà tôi chơi. Đường kiến tạo đó, chạy bóng đưa vào rất tốt, nhưng pha chạy chỗ của Oscar ra sau lưng Trippier và sau đó là tình huống xử lý ở tốc độ cao như vậy trước mặt thủ môn trong phút cuối thì đúng là khó phết. Còn người đàn ông hạnh phúc nhất trong trận đấu này, phải lâu lắm rồi thì người ta mới thấy thầy Pep Guardiola nhảy cưỡng lên như vậy vì vui sướng. Chắc một phần cũng là bởi vấn đề ở lưng của ông đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng quả thực là bàn thắng của Kevin, đặc biệt là pha lập công cuối cùng của bốp xe lửa, nó quả đúng là đã mắt, là đỉnh cao. Trận đấu này thực sự tốt, thật đáng kinh ngạc từ đội bóng. Cách chúng tôi chơi với một cá tính lớn, cách cầu thủ cho tôi thấy họ muốn ở đó, chiến đấu đến cùng, rằng họ muốn giữ lại danh hiệu. Chúng tôi đã bắt đầu một trận đấu khá kỳ lạ. Chúng tôi mất John Stone và Ederson bởi vì tổ trọng tài biển đã không làm tốt nhiệm vụ trong tình huống rõ ràng như thế. Nhìn xem điều gì đã xảy ra. Nhưng cũng thật kỳ lạ, khi chúng tôi đưa trận đấu trở lại quyền kiểm soát, ghi được bàn thắng, có những cơ hội. Hai bàn thắng về sau thì thật là tuyệt vời qua những tình huống chuyển trạng thái. Tương tự như trước Liverpool, hay hai bàn thắng của Isaac và Golden ghi trong trận đấu này. Màn trở lại của Kevin De Bruyne, một trong những chân truyền xuất sắc nhất trong lịch sử Premier League, đem tới cho Man City một sức sống quen thuộc mà cũng thật đáng sợ. Vị đầu bếp này sắp tới sẽ đem tới cho khán giả thêm những món sơn hào hải vị đỉnh cao nào nữa đây. Người hâm mộ chắc chắn không ngần ngại để tận hưởng từ giờ đến hết mùa giải. Tầm này thì Premier League tới bến rồi.